Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, Cổ Thánh Tổ, một thời điểm mầm thịt lớn lên tới trình độ nhất định. Ba một tiếng, mỗi một đầu mầm thịt nứt ra, phun ra máu đen, mà con tầm nhỏ bạch bạch nộn nộn vừa rồi kia từ thể nội tàu quốc dược bay ra, lập tức đem tất cả dòng máu màu đen phun ra ngoài hút sạch. Bá ơi, lý thất dạ đây là từ chỗ nào lấy được tà tầm, nhìn thấy con tầm nhỏ bạch bạch nộn nộn như thế dược sư biết hàng sắc mặt đều trắng bệch hai chân như nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất cái này cái này con tầm nhỏ bạch bạch nộn nộn kia rất khủng bố sao nhìn thấy sư tôn của mình bị dọa đến lợi hại như thế làm đệ tử vãn bối cũng không khỏi hỏi nếu như không khủng bố tào quốc dược sẽ không xoay người bỏ chạy tào quốc dược là đạt được bách trùng cốc chân truyền ngươi nhìn hắn độc chiến bầy trùng hắn sợ sao nhìn thấy con tầm nhỏ này liền xoay người bỏ chạy vị dược sư này nói ra vị dược sư này lấy lại tinh thần liếm môi một cái nói ra tà tầm thứ quỷ này rất hiếm thấy chỉ một số độc đầm của dược thành mới có thể sinh trưởng rất ít chỉ nghe nói qua bách trùng dược đế từng tới nơi này bắt được một con về sau nó bị bách trùng cốc dưỡng thành một ma vật có thể dễ dàng giết chết đại hiền có truyền ngôn nói tà tầm này còn thủ hộ bách trùng cốc đây này nói đến đây vị dược sư này cũng không khỏi run dần một chút tào quốc dược cứ như vậy chết rồi trong lúc nhất thời coi như là người đứng xem, cũng không khỏi vì đó trầm mặc, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tào Quốc Dược, hắn đã từng là một trong tứ đại dược đạo thiên tài, đã từng được bao nhiêu truyền thừa bao nhiêu cường già truy phùng, thậm chí có thể nói, thời điểm Tào Quốc Dược còn sống, là chạm tay có thể bỏng bực nào. Giờ khắc này, cuối cùng vẫn là chết thảm, hơn nữa hắn là chết ở dưới độc trùng, hắn cực kỳ am hiểu dược đạo ngự trùng, vậy mà không thể cứu hắn một mạng. Từng có lúc, Tào Quốc Dược đã từng tuyên bố ngoại trừ bách trùng cốc lão tổ ra, hỏi thế gian, dược đạo ngự trùng, không ai bằng hắn, nhưng mà, hôm nay hắn lại chết ở dưới độc trùng, cái này ở không ít người xem ra, đây là châm chọc bực nào, à. Tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng, độc trùng hung vật cuồng loạn tiên gia, trong lúc nhất thời, tiên gia máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu đệ tử cường giả chết thảm ở dưới độc trùng hung vật, coi như là cường giả thế hệ trước của tiên gia một lần lại một lần phản công, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay từ đầu, tất cả cường giả đệ tử tiên gia muốn thủ hộ gia môn, nhưng mà về sau, tiên gia bị độc trùng hung vật bao vây, bọn hắn muốn phá vòng vây đào tàu cũng trở nên khó khăn. Một màn như thế, để người chú ý trận chiến này trong nội tâm đều phát lạnh, lòng bàn tay lạnh lẽo ứa ra, không có người sẽ nghĩ đến một màn dạng này, bao nhiêu người cho rằng một trận chiến này tiên gia sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà, lại có ai sẽ nghĩ tới, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, tiên gia lại bị quét ngang, bị đàm nát sơn hà, tiên gia lấy dược đạo thế ra mà xưng hào cuối cùng lại ngăn không được độc trùng hung vật tứ ngược bị giết đến máu chảy thành sông hoàng phủ lão quỷ ngươi còn đợi khi nào mới ra tay lúc này tiên gia dược tổ không khỏi cuồng hống lúc này hắn là răng nghiến mắt lệ trong nội tâm đang dỉ máu hắn cuồng hống nói nếu ngươi lại không ra tay dược quốc ta cùng hoàng phủ gia các ngươi thề không bỏ qua nhìn lấy tiên gia bị ngược tứ như thế trong nội tâm tiên gia dược tổ nhỏ máu đến phát điên vào lúc này coi như hắn có một thân dược đạo cũng không phát huy được tác dụng hắn bị thiết nghĩ triển đấu đến căn bản không cách nào ra tay cứu tiên gia tiên gia dược tổ đích thật là cường đại cao minh một lần lại một lần cường công để thiết nghĩ ở vào hạ phong nhưng mà thiết nghĩ hung mãnh lại để cho người ta bất ngờ giờ phút này thiết nghĩ coi như là vết thương cũ tái phát thỉnh thoảng ho ra máu tươi hơn nữa hắn thừa nhận tiên gia dược tổ một lần lại một lần cường công trên người hắn thụ thương không ít nhưng mà cả người hắn lại giống như là một đầu cuồng long bùng nổ quản tri hắn bóng ngay khắp người hắn cũng như cũ là bạo tẩu điên cuồng oanh sát tiên gia dược tổ một lần lại một lần bão nổi một lần lại một lần cuồng đến cực hạn giết đến thiên văn địa liệt lúc này thiết nghĩ một bộ sát khí một bộ bùng nổ lệ khí này ai nhìn đều sẽ sởn hết cả gai ốc ai nhìn đều sẽ nhượng bộ lui binh lúc này thiết nghĩ đơn giản là tam lang liều mạng đơn giản là không muốn sống nữa thiết nghĩ dùng một bộ đấu pháp ngọc đá cùng vỡ lại có ai có thể tưởng tượng ra được hắn bình thời là người tham sống sợ chết đây, ai có thể đem thiết nghĩ trước mắt cùng thiết nghĩ trước kia vừa gặp phải sự tình liền chạy mất dạng liên hệ tới đây. Vốn là tiên gia dược tổ đã chiếm thượng phong, chiến cuộc đối với hắn có lợi, nhưng mà, đối mặt thiết nghĩ bạo tàu, hắn hoàn toàn không cách nào trấn áp lại thiết nghĩ, trừ khi hắn là loại đại hiền kiến quốc phong thần kia, cũng chính là tồn tại bất hủ mà rất nhiều người nói. Mặc dù lúc này tiên gia dược tổ chiếm thượng phong, nhưng mà, thiết nghĩ bạo tàu như thế, hắn không cẩn thận, liền sẽ bị thiết nghĩ nghịch chuyển chiến cuộc, thậm chí là có khả năng sẽ ngọc thạch câu phần, hai người đồng quy vô tận. Lúc này, trong nội tâm tiên gia dược tổ nhỏ máu, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, hắn tự tin một trận chiến này là dễ như trở bàn tay, dễ dàng đồ diệt loại tiểu bối như lý thất dạ này, không nghĩ tới, lại đưa tới tai nạn như thế cho tiên gia. Càng làm cho trong nội tâm tiên gia dược tổ cuồng nội đến nổi điên chính là, hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ lại chậm chạp không lộ mặt, lại chậm chạp không ra tay, bọn hắn đã từng ước định một khi gặp được đối thủ bọn hắn sẽ một hơi liên thủ đánh chết đại hiền trận doanh của lý thất dạ nhưng mà hiện tại độc trùng hung vật của lý thất dạ đều đã đánh tan tiên gia mà hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ lại chậm chạp không lộ mặt để tiên gia hắn tử thương thảm trọng này làm sao không cho tiên gia dược tổ phát điên đây lúc này trong lòng tiên gia dược tổ hối hận phát điên hắn cảm giác mình trúng cái bẫy của hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ mình thành pháo hôi của hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ tới dược tổ huynh ta tu hành bị quấy dày, thiếu chút nữa tổ hòa nhập ma, nên đến chậm, rốt cục, hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ lộ mặt. Thời điểm cổ thánh tổ từ tiên ra bước ra một bước, tượng như là đầu truyền tinh di, khi thế đáng sợ trong nháy mắt quét sạch cả dược thành, tượng như một thần minh lâm thế. Cuối cùng, hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ vẫn là xuất thủ, mặc dù hắn muốn không ra tay, tốt nhất là ngựa ông đắc lợi, nhưng mà, tiên gia dược tổ đem ngoan thoại đặt đi ra, nếu như hắn không ra tay nữa, liền thật là cùng dược quốc vạch mặt, cái này sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho Hoàng Phủ Thế Gia. Chương 1142, Cổ Thánh Tổ, hai giết tiểu xúc sinh kia. Mặc dù lúc này trong nội tâm tiên gia dược tổ nhỏ máu, một lời nộ khí, cái gì tàu hỏa nhập ma, dạng lời nói cầu thí này hắn căn bản không tin tưởng, nhưng lúc này, đã không cách nào so đo chuyện kia, hắn cần cổ thánh tổ nghịch truyền chiến cuộc dạng này. Quanh một tiếng vang thật lớn, cổ thánh tổ xuất thủ, hắn vừa ra tay, liền thật giống như là một kích của thần vương, Vạn pháp băng liệt, dưới một chiêu, liền đem vô số độc trùng hung vật ở trong tiên gia đánh bay, mà độc trùng hung vật cách hắn gần nhất, ở dưới một kích này càng ngà trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Giờ phút này, Cổ Thánh Tổ cũng mặc kệ độc trùng hung vật bị đánh bay khác sống hay chết, một bước bước ra tiên gia, lập tức, khí tức vô địch trấn áp chư thiên, bao trùm vạn vực, Cổ Thánh Tổ, thần vương tại thế sao? Khi Cổ Thánh Tổ vừa ra tay, coi như là đại giáo lão tổ, trong nội tâm cũng như nhau phát lạnh, về phần những người khác đó là Dương Lập Cập, lão tổ cường đại nhất hoàng phủ thế gia A, lại còn sống, đây chính là một thần vương A, nhìn thấy cổ thánh tổ, đại giáo lão tổ biết hắn, trong lòng không khỏi run rẩy. Cổ thánh tổ bước ra một bước, hai mắt như là thiên vũ sáng tắt, lộ ra khí tức đáng sợ, lạnh lẽo âm u nói, tiểu xuất sinh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, vừa dứt lời, một tay che trời, hứng lý thất dạ chụp tới. Thời điểm một tay này chụp tới, tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa chụp vào trong lòng bàn tay coi như là toàn bộ cường giả bên trong dược thành trong lòng cũng không khỏi run rẩy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thần vương quả thật là không tầm thường giết thời điểm mắt thấy lý thất giả muốn bị bắt Tự yên phu nhân không chút do dự thét dài một tiếng trong nháy mắt nàng ôm theo thôn tiên ma quán oanh sát mà lên nàng lấy tất cả huyết khí thúc phục thôn tiên ma quán trong chớp mắt này thôn tiên ma quán phun ra hắc măng vô tận tựa như một chàng tinh hà bay thẳng thiên khung tung hoành mười vạn dằm thôn tiên ma quán lai lịch ngập trời, coi như là hoành tích tiên đế chân khí cũng không chút thua kém. Thời điểm từ yên phu nhân không tiếc hào tổn rất nhiều tinh lực thôi động thôn tiên ma quán, coi như nàng không cách nào phát huy uy lực tới trung cực của thôn tiên ma quán, nhưng một kích này cũng in nguyên cường đại đến đáng sợ. Thời điểm thôn tiên ma quán phun ra vô tận hắc mang, sông ngang thiên vũ, toàn bộ sinh linh trong dược thành cũng vì đó run rẩy. tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác linh hồn mình xuất khiếu, tựa hồ thôn tiên ma quán đem toàn bộ dược thành đều hút vào trong đó luyện hóa thôn tiên ma quán. Có đại giáo lão tổ nhận ra món bảo vật này, không khỏi hét lên một tiếng, coi như là cổ thánh tổ cũng biến sắc, lập tức thu tay lại, thét dài một tiếng, há mồm phun ra bản mệnh chân khí của mình, quan chi là hắn được người xưng thần vương, cũng không dám tay không đi đón thôn tiên ma quán. Oanh một tiếng, dưới một kích bản mệnh chân khí của cổ thánh tổ, coi như là tùy yên phu nhân nắm giữ thôn tiên ma quán cũng không chịu nổi, một kích này có thể xưng hủy thêm diệt địa, đông, đông, đông. Tử yên phu nhân liên tiếp lui về phía sau, đạp vỡ đại địa, nếu không phải ở một khắc cuối cùng ma quán che chở lấy nàng, chỉ sợ, nàng không chết thì cũng trọng thương. Dù sao, đạo hạnh hai người cách biệt quá xa, nếu không có thôn tiên ma quán, một ngón tay của cầu thánh tổ liền có thể chém giết từ yên phu nhân. Thôn tiên ma quán, lúc này, nhìn lấy thôn tiên ma quán chìm nổi trên đỉnh đầu tử yên phu nhân, coi như là đại nhân vật như cổ thánh tổ, cũng không khỏi hai mắt sáng rực lộ ra ánh mắt tham lam cái này cũng không trách cổ thánh tổ vật như thôn tiên ma quán bất luận là ai nhìn đều sẽ thèm chảy nước miếng vật như vậy tuyệt đối không thua gì tiên đế chân khí vật như vậy không phải hoàng phủ thế gia bọn hắn có khả năng có thôn tiên ma quán vật như vậy ở cửa chức quốc của người thật đúng là mai một cổ thánh tổ lành lạnh cười một tiếng nói ra từ hôm nay trở đi thôn tiên ma quán nên đổi chủ lại đến vừa rồi dưới một kích mặc dù tự yên phu nhân gặp khó nhưng mà nàng vẫn chiến ý dâng cao biết rõ không phải đối thủ của cổ thánh tổ, nàng y nguyên muốn mượn thôn tiên ma quán chiến một trận. Tiểu nữ oa, vừa rồi chẳng qua là bản tọa tiện tay một kích mà đến, nếu bản tọa chân chính xuất thủ, coi như thôn tiên ma quán cũng cứu không được ngươi, cổ thánh tổ cười lạnh nói ra. Hiện tại ngươi giao ra thôn tiên ma quán còn kịp, bản tọa tha cho ngươi một mạng, nếu không, bản tọa xuất thủ lần nữa, không chỉ là muốn chém ngươi, ngày khác còn muốn diệt cự trúc quốc của ngươi, tử yên phu nhân vốn muốn xông đi lên, muốn lại ra tay, nhưng lại bị lý thất dạ ngăn cản một tôn ngụy thần mà thôi cũng dám khẩu suất cùng ngôn coi như là thần vương chân chính cũng không dám nói diệt cử trúc quốc ta vì tính là cái gì nhìn lấy cổ thánh tổ lý thất dạ không khỏi nở nụ cười lý thất dạ vừa nói như vậy liền để sắc mặt cổ thánh tổ khó coi hắn một mực được người xưng là thần vương hắn không khỏi cũng có chút đắc ý đối với một đại hiền mà nói có thể được người tôn xưng là thần vương đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh lớn lao trên thực tế lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc mà nói, cổ thánh tổ đích thật là không có tư cách xưng thần vương, lấy thực lực của cổ thánh tổ, khai bảng phong thần, đó tuyệt đối là đủ tư cách, nhưng mà, muốn xưng thần vương, kia còn kém xa. Giống như thiên lý hà thánh tổ, hắn tuyệt đối có tư cách được xưng là thần vương, hắn tuyệt đối là thần vương thuộc về hàng thật giả thật, thậm chí là thần vương có thể làm cho toàn bộ ưu thánh giới tin phục. Nhưng mà, thiên lý hà thánh tổ từng diện thánh qua thiên lý tiên đế, đã từng thấy qua cái gì mới thật sự là vô địch ở thời đại chi chiến tướng tọa hạ của tiên đế y nguyên còn tại thế cho dù thiên lý hà thánh tổ có tư cách được phong làm thần vương hắn cũng y nguyên mười phần khiêm tốn không dám xưng thần vương hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ không đồng dạng luận đạo hạnh luận tư cách hắn đều khó có khả năng được phong làm thần vương nhưng mà làm tồn tại cường đại nhất hoàng phủ thế gia hắn thật vất vả đạt tới dạng cảnh giới này ở một vực vô địch không khỏi là đắc chí lúc ấy cũng không ít cường già là nịnh nọt hắn đều nhao nhao gọi hắn là thần vương, cho nên, cho tới nay, hắn tự cho mình là thần vương, cổ thánh tổ, tối kỵ người khác nói chuyện như vậy, lý thất dạ một ngụm gọi hắn là ngụy thần, cái này lập tức bóc sự tình khó chịu nhất trong lòng của hắn. Cho nên, trong lúc nhất thời, sắc mặt cổ thánh tổ khó coi tới cực điểm, hắn lành lạnh nói ra, thứ không biết chết sống, hôm nay, bản tọa không chỉ là muốn cầm thôn thiên ma quán, hơn nữa còn phải từ từ tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết, chương 1143. Ô cốt lúc này, cổ thánh tổ huyết khí vọt lên, trong nháy mắt này, khí tức của cổ thánh tổ liền trở nên càng thêm cường đại, vừa rồi cái kia bất quá là hắn tiện tay một kích, hiện tại, hắn không tức hào tổn huyết khí, hắn không chỉ là muốn giết chết tử yên phu nhân, hắn còn muốn đoạt lấy thôn tiên ma quán. Ông một tiếng, trong nháy mắt này, bản mệnh chân khí của cổ thánh tổ hiện lên một đạo thần hoàn, tựa như ngân hà trên bầu trời, ở bên trong thần hoàn tựa như ngân hà kia, có một cái thần thủ bị đưa ra ngoài thời điểm cái thần thủ này vươn ra, lập tức chấn áp cửu thiên thập địa, coi như là đệ tử tiên gia cùng độc trùng hung vật đều bị lập tức chấn áp lại, bản mệnh chân khí thiên ẩn chi đạo. Cặp một thần thủ vươn ra, lập tức chấn áp cửu thiên thập địa, coi như là thôn tiên ma quán trên đỉnh đầu tử yên phu nhân tuôn ra hắc mang cũng nhận áp chế, cái này có thể tưởng tượng dạng chấn áp này là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, coi như cổ thánh tổ không gọi được thần vương. Nhưng hắn cũng là một tồn tại bất hủ. Hơn nữa, cũng là loại đình phong bên trong tồn tại bất hủ kia, thời điểm hắn thật bão nổi, thời điểm hắn thật hao tồn huyết khí thúc dục bản mệnh chân khí của mình, như vậy, hắn đoạt lấy thôn tiên ma quán hoặc là tiên đế chân khí gì đó, cái này đích xác là chẳng có gì lạ. Một cái thần thủ trấn áp xuống, coi như là đại giáo lão tổ cũng phát run, còn những người khác cũng không cần nói, sâu kiến vô tri, run rẩy đi, cùng bản tọa là địch, cùng hoàng phủ thế gia ta là địch, là không có kết cục tốt. Cổ thánh tổ cười lạnh một tiếng, một cái thần thủ chấn áp lại toàn bộ chiến trường, ngoại trừ tiên gia dược tổ cùng thiết nghĩ trên bầu trời còn có thể đại chiến gia, những người khác, đều nhận lấy chấn áp, lúc này, thời điểm thần thủ hướng thôn tiên ma quán chụp tới, thôn tiên ma quán cũng ông một tiếng. Bắt đầu lai động, không ổn định, không hề nghi ngờ, nó là nhận lấy cái thần thủ này ảnh hưởng, xong. Nhìn thấy cái thần thủ này chấn áp thiên địa, thậm chí là muốn cưỡng đoạt thôn tiên ma quán, người chú ý trận chiến này đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng biết một trận chiến này muốn kết thúc, tồn tại cường đại như cổ thánh tổ vừa ra tay, hết thầy đều phải kết thúc, một tôn ngụy thần cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Các thần thủ cưỡng đoạt thôn tiên ma quán, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nhìn ta đồ ngươi, vừa dứt lời, tử khí màu xám trắng quanh quần, tử trương hiện hiện, ông một tiếng, tử trưng trong nháy mắt bay đi, đinh vào trong bóng tối. Sáng giác ở thời điểm này, tại chỗ Lý Thất Dạ, ở toàn núi cao khô héo to lớn kia đột nhiên nứt ra, Phốc trong nháy mắt này, một đạo ô cốt từ bên trong ngọn núi vỡ bay ra, đạo ô cốt này tự như thiên thần mâu, ở giữa thạch hỏa điện quang vượt qua vạn dòng. Phanh một tiếng, thời điểm thần thủ trấn áp chư thiên, ô cốt phóng tới, lập tức đâm xuyên qua thần thủ, người nào đánh lén bản tọa, thần thủ bị đâm xuyên, sắc mặt cổ thánh tổ đại biến, một cây ô cốt có thể trong nháy mắt đâm xuyên thần thủ của hắn, cái này khiến hắn cũng cảm nhận được uy hiếp, phốc, phốc, phốc. Chỉ trong nháy mắt chỗ vỡ ra có từng cây ô cốt bay ra, giết. Thời điểm từng cây ô cốt tàn khuyết không đầy đủ này phóng tới, cổ thánh tổ bị giật nảy mình, cùng hống nói, trong nháy mắt, hắn không còn bảo lưu huyết khí, bản mệnh chân khí chống đến lớn nhất, từng cái thần thủ từ bên trong thần hoàn đưa ra ngoài, hướng ô cốt phóng tới oanh sát và đi. Dầm 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 nhưng mà, thiên băng địa liệt, chuyện bất khả tư nghĩ phát sinh, từng cây ô cốt này vậy mà đâm xuyên qua từng cái thần thủ, thời điểm từng cây ô cốt này đâm xuyên thần thủ, tựa như đâm rách thiên khung, tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác là thương thiên bị xuyên phá, đây là vật gì? Lúc này, có đại giáo lão tổ thấy rõ ràng từng cây ô cốt này, từng cây ô cốt này cháy đen, tựa hồ là bị đốt cháy vô số lần, hơn nữa, từng cây ô cốt này dài ngắn không đồng nhất, có một ít ô cốt đã vỡ ra, tựa hồ sau khi nó đã trải qua vô số lần đốt cháy, đã bị thiêu hủy. Ô cốt như vậy, ở trong mắt người xem ra, vậy cũng là xương cốt vô dụng, nhưng mà, giờ khắc này lại trong nháy mắt đâm xuyên qua từng cái thần thủ của cổ thánh tổ kinh khủng ngập trời nhìn thấy một màn dạng này không biết bao nhiêu người là con mắt trợn trừng lên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người đoán không ra ô cốt này đến tột cùng là cái gì có thể đâm xuyên thần thủ chư thần giá lâm cổ thánh tổ cũng kinh hãi cuồng hống lấy một ngụm thọ huyết phun ở phía trên bản mệnh chân khí của mình đánh ra một kích cường đại nhất trong cuộc đời mình loại tồn tại giống như cổ thánh tổ này thọ huyết đã là khô cạn, hiện tại lập tức liền hao tổn một ngụm thọ huyết, vậy đơn giản chính là muốn mạng của hắn. Nhưng mà, giờ khắc này, nếu như hắn không liều mạng, như vậy, từng cây ô cốt này chính là muốn mạng của hắn, coi như là loại tồn tại như cổ thánh tổ, lúc này trong nội tâm cũng sợ hãi. Oanh một chiêu đứng đầu vô địch rơi xuống, thân ảnh hiền hiện, bóng dáng từng tôn từng tôn chư thần ngưng tụ thành thực thể, thời điểm một đoàn cường đại nhất đánh xuống, như là có rất nhiều thiên thần từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt giam cầm vạn giới từng tôn từng tôn thiên thần này vươn thần thủ oanh sát mà ra trong nháy mắt ma diệt hết thầy đạo pháp oanh một tiếng vang thật lớn dưới một kích trùng cực như thế từng cây ô cốt bị đánh bay nhưng mà dù là dưới nhất kích trùng cực như thế coi như ô cốt đã vỡ ra cũng như cũ không tổn hao gì giết lúc này hai mắt lý thất dạ mãnh liệt tất cả tử khí bộc phát tử trương gây dựng lại diễn biến vô tận huyền diệu keng 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 tại thời khắc này thời điểm lý thất dạ trọng luyện tử trương từng cây ô cốt cũng vào lúc này gây dựng lại thân thể trong nháy mắt từng cây ô cốt tàn khuyết không đầy đủ gây dựng lại cùng một chỗ đây là con chim gì thời điểm nhìn thấy từng cây ô cốt gây dựng lại chắp vá cốt cục có người nhìn ra hình dáng đây là một bộ hài cốt đại điều hơn nữa không chọn vẹn đến kịch liệt có rất nhiều xương cốt đã không thấy liền là một bộ hài cốt đại điều không chọn vẹn lợi hại như thế thời điểm nó chắp vá thành công bồng một tiếng vang thật lớn xương cánh náo mở rộng như là căng ra cửu thiên thập địa. Thu thanh âm chim gái vang lên, phượng kích cửu thiên, hải cốt đại điều đáp xuống, chỉ thấy xương cánh quét ngang mà ra, một kích này, trên trảm thương thiên, dưới diệt thần ma, xương cánh quét qua, lưu lại thiên ngân đáng sợ. Xương cánh khẽ quét mà qua, đầu chư thần bay lên, một kích cường đại nhất của cổ thánh tổ trong nháy mắt bị diệt, phanh một tiếng, bản mệnh chân khí của cổ thánh tổ bị chàm đứt, ở dưới trọng kích, vậy mà vỡ nát, cả người cổ thánh tổ bị đánh bay, máu tươi cùng phun, chương 1144. Ô cốt vô địch, một tranh một tiếng, một cây ô cốt bay ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực cổ thánh tổ, lập tức đem hắn cao cao đính ở trên hư không, 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 không có khả năng. Cổ thánh tổ bị một cây ô cốt đính ở trên hư không, không thể động đậy, nhưng mà lúc này đôi mắt hắn trợn trừng lên, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, hắn là một thần vương, lại bị một bộ hài cốt đại điều đánh bại, sự thực như vậy, đơn giản là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cái này, cái này, điều đó không có khả năng, coi như người tận mắt quan chiến một màn này, cũng cảm thấy không có khả năng, bởi vì một màn này quá kinh khủng, một bộ hài cốt đại điều vậy mà có thể đồ một thần vương, dù không phải thần vương chân chính, nhưng sự thực như vậy cũng làm cho người vô pháp tiếp nhận. Không có cái gì không có khả năng, Lý thất dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, thế gian cường đại, là người không thể nào hiểu được mà thôi, phốc xương cánh đảo qua, đầu của cổ thánh tổ cao cao bay lên, máu tươi cuồng phun, bay thẳng thiên khung. Coi như là đến chết, hắn cũng không hiểu mình làm sao có thể thua ở dưới một bộ hài cốt, coi như là đến chết, hắn cũng không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, không biết bao nhiêu người sờn hết cả gai ốc, không biết bao nhiêu người toàn thân phát lạnh, sự thực như vậy, để rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, cái này, đây là sự thực sao. Có người thậm chí không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, cho là mình hoa mắt, cho là mình nằm mơ, thử nghĩ một cái, một thần vương, tồn tại khiến người sợ hãi cỡ nào, lui một bước mà nói, cổ thánh tổ không phải thần vương chân chính, nhưng hắn vẫn là một tồn tại bất hủ để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu như nói, hắn bị một thần vương chân chính hoặc là thần hoàng giết chết, như vậy, điểm này là có thể lý giải, nhưng mà, hắn lại bị một bộ ô cốt tàn khuyết không đầy đủ giết chết, kiện như vậy, ai cũng không thể nào tiếp thu được, đây là vật gì nhìn lấy một bộ hài cốt đại điều tàn khuyết không đầy đủ dạng này, cái này khiến vô số người nghĩ không ra, không có ai biết hài cốt đại điều này là cái gì, vậy mà có thể giết chết một thần vương. Từ yên phu nhân ở bên người Lý Thất Dạ cũng hít một hơi lãnh khí, trong đoạn thời gian này, thiếu ra là lấy tử khí thấm quần đỉnh núi kia, thậm chí là tử khí trực thấu sâu trong lòng đất, hắn đem không ít thời gian tiêu vào sự tình thoạt nhìn không đáng chú ý này, tại thời khắc này, nàng chân chính minh bạch lúc ấy. Thiếu gia là đang làm gì? Phanh một tiếng, lúc này một tiếng vang lớn tiên gia dược tổ vậy mà an thiết nghĩ một kích máu tươi cuồng phun hắn trong nháy mắt xoay người bỏ chạy tiên gia dược tổ không tiếc thừa nhận một kích bạo tổ phát cuồng của thiết nghĩ trong nháy mắt này tranh thủ cơ hội đào tàu ở giữa thạch hỏa điện quang hắn bằng tốc độ nhanh nhất đào tàu hướng tổ địa dược quốc bỏ chạy không trách tiên gia dược tổ cũng bị sợ vỡ mật bởi vì ngay cả tồn tại cường đại như cổ thánh tổ cũng bị giết chết hắn lưu lại nữa là khó thoát khỏi cái chết hiện tại chỉ có dược quốc tổ địa mới có thể che chở hắn cho nên hắn liều mạng cũng phải hướng dược quốc tổ địa bỏ chạy hận không thể lập tức trốn về bên trong tổ địa nghịch chuyển như thế làm cho tất cả mọi người đều dự kiến không kịp thời điểm tiên gia dược tổ đào tàu cường giả đệ tử của tiên gia may mắn còn sống sót càng là vì đó tuyệt vọng lúc này tiên tổ cường đại nhất của bọn hắn cũng quay người đào tàu bọn hắn đã là lâm vào bên trong tuyệt cảnh muốn chạy trốn đã muộn gặp tiên gia dược tổ hướng dược quốc tổ địa bỏ chạy Lý thất dạ cười lạnh một tiếng, từ trương vận chuyển, hải cốt đại điều trên bầu trời dương cánh bay lên. Tiên gia dược tổ còn chưa chạy trốn tới dược quốc tổ địa, ngay trong nháy mắt bị hải cốt đại điều đuổi kịp, hải cốt đại điều tốc độ quá nhanh, dù là loại tồn tại như tiên gia dược tổ này, ở trên tốc độ còn kém nó rất xa. Phanh một tiếng vang lên, tiên gia dược tổ còn không kịp động thủ phản kích, xương cánh của hải cốt đại điều khẽ quét mà qua, cả người hắn bị quét bay, máu tươi cùng phun, từ trên không trung té rớt, nặng nề đụng vào đại địa đem đại địa xô ra một cái hố to máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất tiên gia dược tổ còn không kịp đứng lên chạy trốn hải cốt đại điều đã lăng không đập xuống a à, một tiếng hét thảm cốt trào trong nháy mắt đâm xuyên qua hai vai của hắn cả người tiên gia dược tổ bị hải cốt đại điều tắm lấy lập tức bay lên không trung lúc này tiên gia dược tổ căn bản là không thể động đậy thời điểm cốt trào của hải cốt đại điều đâm xuyên hai vai của hắn trong nháy mắt cũng phong cấm chân mệnh của hắn không nhìn thấy tiên tổ bị bắt sống, đệ tử tiên gia may mắn còn sống sót càng hét lên một tiếng, lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Thấy một màn như vậy, để tất cả người chú ý một trận chiến này trong nội tâm đều phát lạnh, không có ai biết bộ đại điều hài cốt này là từ đâu xuất hiện, đầu tiên là đánh chết hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ, hiện tại lại bắt sống tiên gia dược tổ. Chỉ là một bộ hài cốt đại điều tàn khuyết không đầy đủ dạng này đã mạnh mẽ như vậy, nếu nó hoàn chỉnh khi còn sống, đây chẳng phải là kinh khủng đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng sao lúc này nhìn lấy tiên gia dược tổ bị hài cốt đại điều như bắt gà con người chú ý trận chiến này đều toàn thân phát lạnh trong nội tâm hoảng sợ cũng nhịn không được dùng mình một cái kết cục như vậy bất kỳ người nào cũng không thể tưởng tượng thậm chí có thể nói phần lớn người đều cho rằng tiên gia dược tổ là nắm chắc phần thắng lý thất dạ chắc chắn sẽ thảm bại ai lại sẽ nghĩ tới hiện tại kết cục lại như thế cổ thánh tổ bị giết tiên gia bị công phá tiên gia dược tổ bị bắt sống đối với người muốn tính mạng của ta ta vẫn luôn không khách khí nhìn lấy tiên gia dược tổ bị bắt sống, Lý thất dạ cười tùm tìm nói, tiểu bối, ngươi, ngươi không thể giết ta, lúc này, sắc mặt tiên gia dược tổ trắng bệch, lúc này, hắn mới biết được tử thần cách mình cần như thế. Cho tới nay, hắn đều là cao cao tại thượng, thậm chí có thể nói nắm giữ sinh tử của người khác, loại tiểu bối như Lý thất dạ này, bất luận là lúc nào, cũng khó nhập pháp nhãn của hắn, nhưng mà... Hiện tại tính mạng hắn lại nắm giữ ở trong tay loại tiểu bối như lý thất dạ này, thật sao? Lý thất dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi thật cho rằng ngươi là người dược quốc, ta sẽ không dám giết ngươi sao, ngươi thật sự là quá coi trọng chính ngươi, cũng coi trọng dược quốc, thế gian còn không có người ta không dám giết. Lý thất dạ vừa nói như vậy, tin ra dược tổ lập tức hồn phi phách tán, hắn biết mình gặp phải sát tinh, hắn lệ khiếu nói, sư bá, cứu ta, chương 1145, ô cốt vô địch, hai vừa dứt lời, hắn hám mồm phun ra một đạo huyết tiễn, đạo huyết tiễn này trong nháy mắt bay vào dược quốc tổ địa ở thời điểm sinh tử trong một đường, tiên gia dược tổ vẫn là lấy huyết tiễn cấp tốc hướng chư vị lão tổ trong dược quốc tổ địa cùng trường bối của mình cầu cứu. Oanh thời điểm huyết tiễn của tiên gia dược tổ bay vào dược quốc tổ địa, trong nháy mắt, một cỗ thần quang từ dược quốc tổ địa phóng lên tận trời, mặc dù sơn khẩu vào dược quốc tổ địa vẫn đóng chặt, nhưng mà, thời điểm một cỗ thần quang đáng sợ này ngút trời bay lên, liền tượng như từng tôn từng tôn thần linh tỉnh lại. Một cỗ khí thế mênh mông mà vô địch trong nháy mắt trùng kích thiên địa, khí tức đáng sợ như vậy, một tồn tại cường đại mà vô địch từ trong ngủ mê tỉnh lại như thế, loại uy lực cường đại này dung chuyển lấy toàn bộ dược vực, thậm chí là dung chuyển lấy toàn bộ thạch dược giới. Tại thời khắc này, toàn bộ thạch dược giới không biết có bao nhiêu đế thống tiên môn bị uy lực cường đại như vậy làm chấn kinh, trong lúc nhất thời, bất luận là tiễn long thế gia, hay là ngự thú thành, hoặc là đề thiên cốc, trong những đế thống tiên môn cường đại này, rất nhiều tồn tại cổ lão phủ bụi mai táng đều bị dạng. Khi thế to lớn mà vô địch này chấn tỉnh, cái này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tồn tại cổ lão từ bên trong phủ bụi mai táng tỉnh lại, sau khi bị cỗ uy lực này bừng tỉnh, cũng nhịn không được hướng phương hướng Dược Quốc nhìn lại. Là có người tiến đánh Dược Quốc, hay là thiên địa dị biến, vậy mà để nhiều lão tổ của Dược Quốc tỉnh lại như vậy, coi như là Tiễn Long Thế gia điệu thấp lánh đời cũng bị kinh động, có tồn tại cổ lão tỉnh lại không khỏi vì đó động dung nói. Thời điểm Dược Quốc tổ địa có thần quang ngút trời, thần uy cường đại phát ra, toàn bộ rửa thành không biết có bao nhiêu tu sĩ nơm nớp lo sợ, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chấn áp đến phục bái trên mặt đất. Thần uy như thế, giống như là một thần triều cổ lão trong một đêm để tất cả chư thần thức tỉnh, thần uy mạnh như thế, chưa chắc sẽ thua kém một vị tên đế giá lâm. Lúc này, không biết có bao nhiêu người bị thần uy dạng này dọa đến sờn hết cả gai ốc, thậm chí là bị dọa đến hồn phi phách tán. Đối với rất nhiều người mà nói, rửa quốc cường đại, chỉ là lưu lại trong truyền thuyết, chỉ là lưu lại trong truyền ngôn, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, đều tưởng tượng không ra dược quốc có thể cường đại đến cấp độ như thế nào. Thậm chí có một ít người sẽ cảm thấy, dược quốc cường đại cái kia bất quá là lời lẽ tầm thường mà thôi. Nhưng mà, tại thời khắc này, thời điểm dược quốc tổ địa có từng đạo từng đạo thần quang ngút trời mà lên, một cỗ thần uy vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, này mới khiến người chân chính cảm nhận được dược quốc cường đại. Cái gì gọi là cường đại, hiện tại dược quốc phát tán ra thần uy liền là cường đại, thần uy có thể dung chuyển toàn bộ thành dược giới, cái này khiến Thánh Hoàng cũng phải phục bái. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, coi như không ai có thể nhìn thấy bên trong tổ địa dược quốc có mấy vị lão tổ thức tỉnh, coi như là không ai có thể nhìn thấy lúc này dược quốc thức tỉnh là tồn tại dạng gì, chỉ là dựa vào dạng thần uy vô địch này, liền có. Thể đầy đủ cảm nhận được lão tổ tỉnh lại trong dược quốc tổ địa không chỉ là một, hơn nữa, những lão tổ này cường đại, để vô số tu sĩ cảm thấy sờn hết cả gai ốc, hoàng thất vạn tuế, trừ tổ vô địch. Đệ tử tiên gia may mắn còn sống sót vốn là tuyệt vọng, lúc này lập tức thấy được sinh cơ, lập tức dấy lên hy vọng, cũng nhịn không được hoan hô một tiếng nói. Hô một tiếng vang lên, cuồng phong gào thét, thần vương chi uy tràn ngập, trong nháy mắt, một ống tay áo to lớn quét tới, tựa như là gió cuốn mây tan, lập tức đem tất cả độc trùng hung vật đạp phá tiên gia quét bay, đại lượng độc trùng hung vật trong nháy mắt quét đến chân trời. Chỉ là một cái ống tay áo, liền lập tức quét bay tất cả độc trùng hung vật, hơn nữa quét đến sạch sẽ, chỉ bằng chiêu này, liền đầy đủ nói rõ người xuất thủ so với hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, sư bá, cứu ta. Tiên gia dược tổ bị bắt sống không khỏi quát to một tiếng, bên trong số hổ, lại là kinh hỉ vô cùng, thời điểm tiên gia dược tổ từ thế huyết thạch phủ bụi xuất thế, hướng hoàng thất rào phó chính là đi ra ngoài luyện một lò thọ dược, bây giờ lại rơi xuống kết quả như thế, để mặt mò hắn không ánh sáng. Vào lúc này, dược quốc tổ địa ở bên trong vô tận thần quang, có một thân ảnh hiển hiện, cái thân ảnh này gánh vác lấy vô tận thần quang, lưng tựa vô tận sơn hà của tổ địa, đây chẳng qua là một thân ảnh hiện ra ở nơi đó, liền đã để thần vương chi uy của hắn tràn ngập toàn bộ dược thành. Thần vương chi uy của người này, mênh mông mà bát ngát, khí tức của hắn để cho người ta vì đó ngạt thở, để cho người ta vì đó nhịn không được muốn phục bái, dạng thần vương chi uy này, uy nga mà nặng nề. Mặc dù nói, trước đó, cổ thánh tổ cũng phát ra thần uy cường đại, nhưng mà, thần uy của cổ thánh tổ cùng thân ảnh trước mắt này phát tán ra thần vương chi uy so sánh, luôn luôn để cho người ta cảm thấy thiếu chút gì. Thần vương chi uy của cổ thánh tổ mặc dù cường đại, mặc dù cũng để cho người ta cảm thấy ngạt thở, để cho người ta cảm thấy run rẩy, nhưng mà, tổng cho người ta một loại cảm giác cố làm ra vẻ. Mà thân ảnh trước mắt này phát tán ra thần vương chi uy, lại là nguy nga mà nặng nề, tựa hồ hắn là thần vương ngồi cao phía trên thiên khung, có thể được chư thần phục bái, thần vương chân chính nhìn thấy bên trong thần quang của Dược quốc tổ địa xuất hiện thân ảnh trong Dược thành không biết có bao nhiêu người miệng đắng lưỡi khô trong nội tâm phát lệnh có người không khỏi thì thào nói tại thời khắc này coi như là người chưa từng gặp qua thần vương chân chính cũng biết thân ảnh xuất hiện trước mắt này mới thật sự là thần vương mà cổ thánh tổ vị tồn tại xưng là thần vương này cùng thân ảnh trước mắt so sánh đích thật là kém quá nhiều thần vương liền là thần vương thần vương chân chính coi như không cần người khác nịnh nọt cũng là thần vương mà cổ thánh tổ loại tự xưng là thần vương này, tồn tại bị người nịnh nọt là thần vương, cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu, trung quy là không thành được thần vương chân chính. Mặc dù không có mấy người có thể đoán được sư bá của tiên gia dược tổ là vị lão tổ vô địch nào, nhưng mà, lúc này, toàn bộ dược thành đều hoàn toàn yên tĩnh, không biết có bao nhiêu người ngay cả hô hấp cũng không dám. Đều nín thở, lặng lặng nhìn lấy một màn này, ở giữa sân chỉ có lý thất dạ là khí định thần nhàn, bình chân như vậy, Nhàn nhã nhìn lấy cái thân ảnh bên trong Dược Quốc tổ địa kia. Chương 1146, Thần Vương Dược Quốc, một tiểu hữu, một trận phong ba, liền đến đây kết thúc, thả đệ tử Dược Quốc của ta đi, phút cục, cái thân ảnh bên trong Dược Quốc tổ địa kia mở miệng nói, thanh âm già nua, hùng hậu hữu lực. Lúc này, không biết bao nhiêu người ngừng thở, Dược Quốc chư tổ đều thức tỉnh, cái này khiến không ít người nhìn lấy lý thất dạ, đối mặt thế cục dạng này, tuyệt đại đa số người đều cho rằng lý thất dạ sẽ chọn nhượng bộ. Lý thất giả nở nụ cười, thong dong tự tại nói, kết thúc. Đối với ta mà nói, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, cách kết thúc còn rất xa. Lý thất giả nói lời như vậy, lập tức để rất nhiều người vô ngữ, hiện tại hắn đã công phá tiên gia, giết cổ thánh tổ, bắt sống tiên gia dược tổ, cái này đã có thể làm cho hắn sanh chấn thiên hạ, đầy đủ để hắn trong một đêm trở thành thiên tài tuyệt thế có thể cùng diệp khuynh thành, mai ngạo nam so sánh. Nhưng mà, đạt tới tình trạng như vậy, Lý thất giả lại còn không lui bước, cái này hơi hung hăng càn quấy, hơi tự tin quá mức đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, chuyện như vậy, bất luận là ai cũng không dám nhúng tay, loại quái vật khổng lồ như dược quốc hoàng thất này rốt cục lộ mặt nhúng tay, bất luận là ai, bất luận là truyền thừa như thế nào, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thấy vì đó ngạt thở. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, nếu như nói dược quốc hoàng thất giận dữ, thiên hạ run rẩy câu nói này tuyệt đối không phải là một câu nói suông Tiểu hữu, người chân chính gây chuyện là hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ đã bị chém giết ngươi đã phá tên gia đã bại dược tổ mục đích của ngươi đã đạt đến ngươi còn muốn như thế nào thân ảnh bên trong thần quang của dược quốc tổ địa chậm rãi nói mỗi một chữ mỗi một câu hắn nói đều tràn đầy lực lượng tựa như một chữ ngàn tỷ cân lý thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra xa chúng ta tạm thời không nói chỉ nói gần đây chí ít đối với ta mà nói không giết tên gia dược tổ đây tuyệt đối không đủ trừ khi tiên gia dược tổ đem mạng để lại, nếu không ta là tuyệt không bỏ qua. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, tại thời khắc này, mặc kệ người chú ý trận chiến này đối với Lý Thất Dạ có cái nhìn như thế nào, bất kể có phải là cựu thị Lý Thất Dạ hay không, nhưng mà, tại thời khắc này, trong nội tâm đều không thể không thừa nhận, tiêu tử này thật là có gan, cũng dám cùng dược quốc hoàng. Thất cỏ kè mặc cả, ở trước mặt thần vương của dược quốc hoàng thất, vẫn là đàm tiếu phong thanh. Quyết đoán như thế, gan dạ sáng suốt như thế, cái này khiến vô số người cảm thấy không bằng, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước, dù là đại giáo lão tổ, ở trước mặt thần vương của dược quốc hoàng thất, chỉ sợ đều sẽ hai chân như nhuộn ra, người. Tiên gia dược tổ bị tức đến thổ huyết, tức giận phát cuồng, nhưng mà lúc này coi như là hắn tức giận nữa, cái kia cũng không làm nên chuyện gì, giờ này khắc này, tính mạng của hắn treo ở trong tay lý thất dạ, đối với hắn mà nói, hôm nay là một ngày sỉ nhục nhất cả một đời của hắn. Tiểu hữu, chớ hùng hổ dọa người vạn sự không cần làm quá tuyệt chưa một đường lui trời cao biển rộng thân ảnh bên trong thần quang của Dược quốc tổ địa trầm giọng nói ra Dược quốc ta thực sự không phải là người không nói đạo lý cũng không phải là muốn lấy mạnh lấn yếu nhưng mà nếu tiểu hữu làm quá tuyệt vậy liền chớ trách chúng ta giảng đạo lý đúng không Lý thất dạ nở nụ cười nói ra muốn giảng đạo lý ta tùy thời được phụng bồi ta cũng như nhau có thể giảng đạo lý cho ngươi ta cùng với Tào quốc dược đánh cược cùng rửa quốc các ngươi có quan hệ gì, tào quốc dược thiếu nợ ta một mạng, mà rửa quốc tiên gia các ngươi đem hắn mang đi, che chở hắn, ta hướng rửa quốc tiên gia muốn người, tiên gia các người hùng hổ dọa người, muốn tính mạng của ta. Nói đến đây, lý thất dạ dừng một chút, nói ra, hiện tại ta phá tiên gia, rửa quốc các ngươi lại nhảy ra nói là ta hùng hổ dọa người, rửa quốc các ngươi là muốn gì đây? Mọi người lời nói khó nghe, vấn đề này, đơn giản là các người muốn vô thượng dược đạo của ta, đào cho ta một cái hố, để ta hướng bên trong nhảy mà thôi, ngâm máu phun người, lúc này tiên gia dược tổ bị bắt sống lớn tiếng kêu lên. Dược quốc ta chính là bốn đời dược đế, chỉ là dược đạo bí thuật của ngươi, không vào pháp nhãn tiên gia ta, im miệng, lúc này, lý thất dạ cũng không nhìn tiên gia dược tổ một cái, một bàn tay vung đi qua, bà một tiếng, nặng nề tát ở trên mặt tiên gia dược tổ. Một màn như thế, lập tức để tiên gia dược tổ hận đến thổ huyết, trước mặt người trong thiên hạ, lại bị một vãn bối vả miệng, đây đối với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn nhất nhân sinh. Coi như là rất nhiều người chú ý trận chiến này cũng không khỏi vì đó há hốc mồm và miệng dược quốc lão tổ. Đây là cách làm bá khí cỡ nào, cách làm như vậy bất luận kẻ nào cũng vì đó trái tim băng giá. Tiểu tử này là người điên, coi trời bằng vung, chuyện gì cũng dám làm, tiểu hữu, ngươi kinh người quá đáng. Lúc này, Dược quốc thần vương cũng không giữ được bình tĩnh, không nói tên ra dược tổ là vãn bối của hắn, coi như là làm dược quốc lão tổ, bị một vãn bối và miệng như thế, đây đối với toàn bộ dừa quốc bọn hắn mà nói cũng là sự tình không thể chịu đựng được tiểu hữu ngươi bây giờ thả dược tổ dừa quốc ta không truy cứu việc này nữa lẫn nhau cứ như vậy bỏ qua nếu không tất cả tự gánh lấy hậu quả lúc này dừa quốc thần vương trầm lãnh nói mặc dù lời nói của dừa quốc thần vương không phải hết sức vang dội nhưng mà hắn nói lại ở bên tai tất cả mọi người nổ tung để cho người ta cảm thấy ngạt thở mỗi một chữ mỗi một câu của hắn nói tự như búa tạ nện lấy trái tim con người tự gánh lấy hậu quả lý thất dạ lộ ra tiếu dung nói ra ta thích nghe lời như vậy tới đi phóng ngựa tới ta muốn xem bản sự của dược quốc các ngươi oanh một tiếng vang thật lớn vốt cục dược quốc thần vương bước ra một bước vô tận thần quang nương theo từng chàng từng chàng tinh hạ ở quanh người hắn quanh quần tại thời khắc này tự như hắn chấp trưởng thiên vũ ngự giá vạn đạo ở bên trong thần quang vô tận làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bộ mặt của hắn vào lúc này ở dưới vô tận thần vương chi uy, không biết bao nhiêu người phục bái tại đất. Vào lúc này, dưới quốc thần vương cao cao tại thượng, tựa như là thần minh bên trong thương thiên, chấp trưởng lấy sinh tử của sinh linh cửu giới, ở trước mặt hắn, tựa hồ ước vạn sinh linh như con sâu cái kiến. Thần vương, đây mới thực là thần vương, người xưng là vua của chúng thần, ở một ngày phong làm thần vương này, tiếp nhận trăm vạn sinh linh cúng bái, đây là một vực chi chủ, tiểu hữu, hiện tại thả hắn còn kịp, nếu ta xuất thủ, không chết cũng bị thương chương 1147. Thần vương dược quốc, hai ở bên trong vô tận thần quang, dừa quốc thần vương thế áp thiên vũ, bao quát vạn giới, hắn là thần vương chân chính, tại thời khắc này, tất cả mọi người bên trong dừa thành vì đó ngạt thở, tại toàn bộ dược vực, đều bị khí tức thần vương đáng sợ của hắn dung truyền. Con người của ta ăn mềm không ăn cứng, lý thất dạ nở nụ cười, nói ra, có người càng là uy hiếp ta như vậy. Ta liền càng thích đem hắn chém giết, vừa dứt lời, hai mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, trong nháy mắt, tử khí xám trắng hiển hiện, sư bá, chém vô tri tiểu nhi này, vì tiên gia báo thủ a. Tiên gia dự tổ thấy thần vương xuất thủ, vốn tưởng rằng là được cứu rồi, nhịn không được hét lớn, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, hét thả một tiếng, hài cốt đại điều nắm lấy hắn đem hắn xé rách thành hai nửa, lập tức máu tươi bắn tung tóe, một mạng ô hô. Ngay trong nháy mắt tử khí của lý thất dạ hiển hiện kia, sư quốc thần vương cũng cảm thấy không ổn, đại thủ như thiên, hướng hài cốt đại điều vỗ tới một trưởng này của hắn có thể đánh nát thiên vũ có thể một trưởng bình định vạn thế nhưng coi như dược quốc thần vương muốn cứu tiên gia dược tổ vẫn là chậm nửa nhịp tiên gia dược tổ vẫn là bị xé sống giờ khắc này thiên địa tựa như động lại một lão tổ dược quốc lại bị xé sống một màn này là rung động bực nào cực kỳ lâu đến nay đã không có người dám làm chuyện như vậy nhưng mà hôm nay lý thất dạ là một vãn bối lại làm ra sự tình hơn mười vạn năm đến nay không người nào dám làm oanh một kích diệt vạn pháp dưới một trường này mặc dù rửa quốc thần vương không cứu tiên gia rửa tổ nhưng mà lại đánh bay hài cốt đại điều lập tức hài cốt đại điều bị đập tan từng cây ô cốt bay ra ngoài giết lý thất dạ quát trói tai một tiếng toàn thân tử khí hiển hiện ở trong một sát na thanh âm răng rác vang lên ô cốt trong nháy mắt gây dựng lại trong nháy mắt này đồng dạng là tử khí hiển hiện hài cốt đại điều gáy dài một tiếng như vượng hoàng kêu lên đại điều hài cốt bay lên trời, động tác tư thái hoàn mỹ đến vô bỉ tuyệt luân, tựa như là phượng vũ cửu thiên, vào lúc này, ở dưới lý thất dạ thôi động, hài cốt đại điều anh thiên mà lên, ở giữa nhất cử nhất động, đều ăn khớp lấy tiết tấu của thiên địa. Đại điều hài cốt quạt cánh mà liệng, nghịch không mà kích, bất luận là động tác nào, bất luận là tiết tấu nào, đều là tuyệt luân vô cùng, tại thời khắc này, là nó kéo theo lấy tiết tấu thiên địa, mà không phải nó nghênh hợp với tiết tấu thiên địa, oanh 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 dừa quốc thần vương trưởng ngự vạn pháp lấy tư thái vô thượng diễn biến đế thuật tới trung cực muốn chấn áp hải cốt đại điều nhưng mà hải cốt đại điều lại đón đánh thiên địa mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ tuyệt luân nhất cử nhất động đều có thể chống lại tiên đế chi thuật của dừa quốc thần vương đại điều hải cốt như phượng vũ cử thiên tuyệt luân vô song mỗi một kích đều không có đại đạo pháp tắc mỗi một kích đều không có khí thế vô thượng nhưng mà mỗi một kích của nó đều là hoàn mỹ như vậy hoàn toàn có thể chống lại tiên đế chi thuật trong lúc nhất thời, song phương chiến đến phía trên thiên khung, chiến đến bên trong thiên vũ, đại chiến như thế, nếu là ở mặt đất phát sinh, đây tuyệt đối là vỡ nát sược thành. Lúc này, rất nhiều đại nhân vật chú ý điểm này đều mở ra thiên kính, mở ra đạo đài, vô số người nhìn lấy hài cốt đại điều cùng rùa quốc thần vương ở trên bầu trời chiến đến thiên băng địa liệt, vạn pháp đều diệt, để cho người ta coi mà sởn hết cả gai ốc, cái này cuối cùng là thứ gì? Nhìn thấy một cỗ hài cốt cũng có thể cùng một thần vương đánh nhau, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này phá vỡ vô số người thưởng thức, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Đây chỉ là một cỗ hài cốt mà thôi, đã có thể cùng thần vương đánh nhau, như vậy, khi nó còn sống đến tột cùng là tồn tại thế nào đây, tiên cầm sao, hoặc là tồn tại sánh vai tiên đế, có người không khỏi thì thào nói. Lý thất dạ này là tu luyện yêu thuật gì, vậy mà có thể ngự một hài cốt, chẳng lẽ nói, đây là một loại khôi lỗi chi thuật, nhưng mà, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể có khôi lỗi chi thuật cường đại như thế. Vô số người chú ý trận chiến này cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, đồng thời, trong lòng cũng có vô số câu hỏi, tất cả mọi người không làm rõ ràng được cỗ hài cốt này là cái gì, hài cốt mạnh mẽ như vậy, để cho người ta không thể tin được. Coi như là tự yên phu nhân cùng viên thải hà nương theo ở bên người lý thất dạ cũng không khỏi rung động, coi như là các nàng cũng vô pháp tưởng tượng, một cỗ hài cốt có thể cường đại đến trình độ như vậy, một hài cốt có thể chiến thần vương, lời nói này nói ra ngoài ai cũng không tin về phần thiết nghĩ lúc này băng bó miệng vết thương hắn càng khiếp sợ hắn là miệng há thật lớn trong nội tâm chính hắn cũng không khỏi hít một hơi lệnh khí hắn biết đến so với người khác còn nhiều thậm chí có thể nói hắn đã từng len lén tìm tòi qua giờ thành tìm tòi qua mảnh đại điện này mặc dù chỗ sâu nhất trong phiến đại điện này có đủ loại cấm chế cùng nguy hiểm hắn cũng vô pháp tìm tòi thấu nhưng hắn biết phía dưới phiến đại điện này có huyền cơ mà người khó tưởng tượng Hiện tại, từng cây ô cốt không chọn vẹn này chấp phá, vậy mà có thể có thực lực cường đại như thế, nhìn lấy hải cốt đại điều đón đánh mà lên, tựa như phượng vũ cửu thiên, nhìn thấy động tác hoàn mỹ tuyệt luân kia, nhìn thấy cái kia kéo theo lấy tiết tố huyền diệu của thiên địa. Trong nháy mắt này, thiết nghĩ tựa như là nhìn thấy một con phượng hoàng, vào lúc này, hắn nghĩ tới một truyền thuyết vô cùng xa xôi, một truyền thuyết đã rất ít người biết đến, không thể nào, thiết nghĩ cũng rung động, thì thảo nói. Trước đó, hắn đối với truyền thuyết xa xưa kia cũng không phải 10 phần tin tưởng, nhưng mà, nhìn thấy hải cốt đại điều trước mắt, không khỏi để hắn nhớ đến rồi. Một thần vương cùng một bộ hải cốt đại điều, chiến ở bên trong bầu trời, song song xuất thủ, trong chớp mắt liền là 30 chiêu đi qua, trong lúc này, mặc dù giữa quốc thần vương không có binh khí nơi tay, nhưng mà, hắn từng chiêu từng thức đều là hủy diệt sao trời. Một thần vương từng chiêu từng thức, quản chi là tay không tất sắt cũng dễ dàng có thể giết sạch một mảnh đại hiền, nhưng mà hiện tại đại chiến với một bộ xương cốt đại điểu, lại đánh mãi không xong tại thời khắc này dừa quốc thần vương đánh mãi không xong cũng sinh lòng bực bội đối với loại tồn tại như hắn mà nói bình thường sẽ không dễ dàng xuất thế nếu không phải vì tên gia dược tổ hắn cũng sẽ không xuất thế loại tồn tại như hắn này thọ nguyên khô cạn mệnh sắp hết mỗi một sợi huyết khí mỗi một giọt thọ huyết đều là vô cùng chân quý từ xuất thủ đến bây giờ hắn vẫn không dùng tới binh khí cái kia chính là bởi vì hắn chân quý huyết khí của mình, không muốn lấy đại lượng huyết khí thúc giục binh khí cường đại. Chương 1148 Trước hỏa đế lô, một nhưng mà, đánh lâu xuống dưới, y nguyên không chấn áp được hài cốt đại điều, cái này khiến trong nội tâm dược quốc thần vương cũng nổi giận, rốt cục, tại thời khắc này, hắn tế ra đòn sát thủ của mình, hắn nhất định phải một kích trấn áp hài cốt đại điều, cầm xuống lý thất dạ, tốc chiến tốc thắng. Oanh một tiếng vang thật lớn, oanh động toàn bộ thành dược giới, trong nháy mắt rửa quốc thần vương tế ra một binh, thiên vũ vạn vực đều ảm đạm, trong nháy mắt, toàn bộ thành dược giới đều ở bên trong vô tận đế uy run dày. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở dưới một kích của binh khí, hài cốt của đại điều tán nứt, trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống, thậm chí có tiếng xương vỡ răng rắc vang lên, ở dưới một kích của đế binh, coi như hài cốt đại điều có thể xương vô địch cũng hướng chịu trọng thương, có một ít ô cốt vỡ ra. Là ai trưởng tiên đế chân khí, dưới một kích, kinh động vạn vực, trong nháy mắt, thạch dược giới không biết bao nhiêu sinh linh vì một kích đó run rẩy cảm thấy đế uy đáng sợ coi như là đại hiền cũng vì đó sợ hãi trước hỏa đế lô ở bên trong dược thành có người nhìn thấy đế lô trong tay dược quốc thần vương không khỏi hãi nhiên hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi trên mặt đất lúc này dược quốc thần vương tay cầm đế lô lô này đỏ thẫm tựa như có thể thiêu đốt vạn cổ toàn bộ đế lô có vô thượng đế hỏa quanh quần để cho người ta chỉ nhìn liền sợ hãi trước hỏa tiên đế chân khí trước hỏa đế lô nhìn thấy đế lô này bất luận là kẻ nào cũng vì đó kính sợ thời điểm một thần vương thân trưởng tiên đế chân khí cái loại uy lực này là đáng sợ bực nào là để cho người ta sợ hãi bực nào được chiến đấu như vậy đơn giản liền là vạn giới không người có thể địch trước hỏa đế lô bất luận là ai nghe được cái tên này trong nội tâm cũng sẽ phát lạnh đây là chân khí của trước hỏa tiên đế truyền thuyết có thể đốt cháy hết thảy sửa quốc chính là một môn tam đế vị tiên đế thứ nhất người xưng là dược tổ tiên đế Vị tiên đế thứ hai người xưng vệ thạch tiên đế, vị tiên đế thứ ba chính là trước hỏa tiên đế. Từng có người nói trước hỏa tiên đế là người âm hiểu trường ngự chân hỏa nhất vạn cổ đến nay, chân khí của hắn chính là lấy thiên mệnh chân thạch có được chân hỏa đạo ẩn tới luyện thành. Truyền thuyết trước hỏa tiên đế đem chân hỏa đạo ẩn của mình phát huy đến cực hạn, hắn từng hành tẩu cửu giới, xuất nhập vô số hung hiểm chi địa, tập vạn vực chi hỏa, cuối cùng xâm nhập thái dương, kéo ra tất cả thái dương chân hỏa của một quả kim dương mới luyện thành đế lô của hắn truyền ngôn nói bên trong trước hỏa đế lưu có được đế hỏa bá đạo nhất đáng sợ nhất thần bí nhất phức tạp nhất thế gian nó có thể đốt cháy hết thảy khiến người vô cùng kính sợ đông 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 từng tiếng bước chân nặng nề vang lên dù quốc thần vương đánh bay hài cốt đại điểu lý thất dạ chấp trưởng tử trương cũng nhận ảnh hưởng rất lớn bất quá tử trương chính là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư coi như là thần vương cũng không có khả năng đem tử trương đánh tan tin đế chân khí vừa ra bất luận là ai đều sẽ vì đó hãi nhiên, nhưng mà, thời điểm thấy thần vương chấp trưởng trước hòa đế lô, hắn ngược lại lộ ra tiếu dung, giết, lý thất dạ hiển hiện thọ luân, huyết khí ngập trời, đem tất cả từ khí trong thể nội phát huy đến cực hạn, quát kẽ một tiếng. Trong nháy mắt, ô cốt bị đánh tan lại lần nữa chấp vá thành hài cốt đại điều, so với vừa rồi, hiện tại hài cốt đại điều không chọn vẹn đến càng thêm lợi hại. Một tiếng cao gáy, như phượng vũ cửu thiên, ở dưới tử trương của lý thất dạ thôi động, hai cốt đại điều lại một lần nữa đón đánh mà lên, muốn chiến dược quốc thần vương. Lúc này, hai mắt rửa quốc thần vương mãnh liệt, huyết khí trong nháy mắt bộc phát, lúc này dược quốc thần vương cũng là thần uy vô địch, lúc này, hán thọ nguyên khô cạn, y nguyên không tiếc hào tổn huyết khí của mình, thúc giục trước hỏa đế lô, một trận thanh âm nặng nề vang lên. Tại lúc này, ở dưới huyết khí của dược quốc thần vương thôi động, nắp lò của chiếc hỏa đế lô rốt cục mở ra, nắp lò mở ra, bên trong chút xuống đế hỏa, đế hỏa từ bên trong trước hỏa đế lô đổ xuống, chỗ chảy xuôi qua, đốt cháy hết thảy, thành âm răng rác vang lên, ngay cả hư không cũng bị đốt ra một cái lỗ đen đáng sợ, đế hỏa chảy xuôi mà xuống, không gì có thể cản, coi như là thần hoàng cũng có thể trong nháy mắt này bị thiêu chết. Lúc này, coi như là đế hỏa chảy xuôi xuống cách đế thành rất xa xôi, nhưng mà, người dược thành đều cảm nhận được mình tựa như bị thiêu đốt, đế hỏa đáng sợ quản chi là ở bên trong bầu trời chảy xuôi, được hồ. Nó cũng có thể đốt xuyên thạch trượt giới thật là đáng sợ. Đế hỏa như thế, coi như là đại giáo lão tổ cũng du lập cập, sắc mặt trắng bệch, nói ra, một giọt đế hỏa có thể đốt cháy một cái truyền thừa, có thể hủy diệt một nước. Đế hỏa trong nháy mắt đem hài cốt đại điều đón đánh mà lên khóa lại, trong nháy mắt, đế hỏa này trong nháy mắt đốt cháy hài cốt đại điều, cả bộ hài cốt đại điều bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí để người dược thành đều nghe được thanh âm răng rắc, tựa hồ, hài cốt đại điều bị đế hỏa đốt nát, còn đốt xuống dưới như. Vậy, hải cốt đại điều sẽ bị thiêu đến hôi phi yên diệt thời điểm đế hỏa đốt cháy hải cốt đại điều lý thất giả cũng nhận ảnh hưởng hắn đông 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 liền lùi lại mấy bước cũng không khỏi biến sắc thiếu ra ngươi không sao chứ Cặp lý thất giả chịu ảnh hưởng sắc mặt tử yên phu nhân không khỏi đại biến gấp giọng hỏi thăm nhưng mà lý thất giả lại lộ ra tiếu dung toàn thân tràn ngập tử khí nhắm hai mắt cười nói ra chính là cảm giác như vậy đau nhức đồng thời khoái hoạt đây quả thực là một loại hưởng thụ tuyệt luân Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, Từ Yên Phu Nhân cùng Viên Thải Hà đều lập tức im lặng, cũng không biết nói cái gì đó mới tốt. Từ Yên Phu Nhân cùng Viên Thải Hà đương nhiên không biết, mặc dù nói, từ chương một trong tứ đại yếu quyết của tử thư ngự chính là tử vật, nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn ngự tử vật, tựa như có sinh mệnh, thậm chí có thể cảm nhận được tim độc của nó. Lúc này, thời điểm hài cốt đại điều bị đế hỏa đốt cháy, Lý Thất Dạ có thể cảm thụ loại cảm giác tuyệt luân vô bỉ này, một loại cảm giác tựa như là dục hòa trùng sinh, một loại vi diệu không nói được, một loại huyền bí không nói được, cách cách, cách cách, cách cách. Ở dưới đế hỏa đốt cháy, từng đợt thanh âm xương vỡ vang lên, tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, ở dưới đế hỏa, hài cốt đại điều không chỉ là vỡ vụn, hơn nữa còn bắt đầu hòa tan, xong, coi như đại điều hải cốt này lại nghịch thiên, đế hỏa vừa ra, hết thảy đều kết thúc. Nhìn thấy đại điều hài cốt bắt đầu hòa tan, người thấy một màn như vậy đều không khỏi thì thào nói, chương 1149, trước hòa đế lô, hai dược quốc, trung quy là vô địch, tiểu tử lý thất dạ này cũng đầy đủ nghịch thiên, đáng tiếc, hắn không nên đi cây dược quốc, có người không khỏi thừa nhận nói. Đại ca, hải cốt đại điều chỉ sợ không kiên trì nổi, nhìn thấy hải cốt đại điều ở dưới đế hòa bắt đầu hòa tan, viên thải hà cũng không khỏi lo lắng, không, đây là một chuyện tốt, lý thất dạ mười phần hưởng thụ loại cảm giác này, nói ra. Cái này phải đa tạ dược quốc, đây là trợ giúp ta một chút sức lực, sự tình từ nay về sau, vậy đơn giản liền là nước chảy thành sông, nói đến đây, hắn lộ ra tiếu dung. Ngay từ đầu, sự đế thần vương nhìn thấy hải cốt đại điều bị đế hỏa đốt cháy đến hòa tan, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, đòn sát thủ của hắn vừa ra, hết thảy đều lên kết thúc. Nhưng mà, qua một hồi lâu, hắn cảm thấy không được bình thường, mặc dù nói, hải cốt đại điều bị thiêu đến hòa tan, nhưng mà, đồ vật mạnh mẽ như loại này, ở dưới đế hỏa hẳn là có phản kích hoặc dãy ruộng. Nhưng mà, ở bên trong đế hỏa, đại điều hài cốt lại một chút dãy ruộng cũng không có, ngược lại là hưởng thụ lấy đế hỏa đốt cháy, cái này khiến sửa quốc thần vương lập tức cảm thấy không đúng, thu. Sửa quốc thần vương vừa cảm giác được không đúng, lập tức thu chức hỏa đế lô, muốn thu hồi đế hỏa chảy ra, nhưng mà, vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có, thu. Sửa quốc thần vương lập tức biến sắc, lập tức miệng phun chân ngôn, chấp trường đế thuật, muốn không chế lại chức hỏa đế lô, thu hồi đế hỏa, nhưng mà một điểm động tĩnh cũng không có chuyện gì xảy ra liền là ở thời khắc này các đại nhân vật trong dược thành trông đến một màn này đều cảm thấy không ổn nhưng mà không ai có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó thu liền ba lần đều không thể thu hồi đế hỏa cái này khiến trong nội tâm dược quốc thần vương sợ hãi dạng sự tình tà môn này hắn chưa từng có nhìn thấy qua trước hỏa đế lô chính là tiên đế chân khí một giọt đế hỏa có thể đốt cháy hết thảy nhưng mà vào lúc này đế hỏa lại không theo khống chế của hắn Y nguyên điên cuồng đốt trái hải cốt đại điều, hải trận, triệu đế binh. Dừa quốc thần vương cũng kinh ngạc, quát khẽ một tiếng, huyết khí trùng thiên. Trong nháy mắt này, hắn lấy pháp tắc vô tận khóa lại trước hỏa đế lô, từng cái phong ấn cường đại quá lại trước hỏa đế lô. Thời điểm đế hỏa không chịu khống chế, hắn cũng kinh ngạc, sợ mất đi tiên đế chân khí. Nếu trước hỏa đế lô ở trong tay hắn mất đi, hắn liền thành vạn cổ tội nhân của dừa quốc, oanh oanh oanh. Ở thời khắc này, thiên địa oanh minh. Giữa quốc tổ địa lập tức hào quang sáng chói phóng lên tận trời, vào giờ phút này, ở bên trong thần quang vô tận hiện lên một cái đế trận, từng đợt thanh âm vang lên, tựa như tiên đế giảng kinh, đây là tiên đế chân khí triệu hoán trận, đây là cảm ứng đến thiên mệnh tỏa. Khi nhìn thấy cái đế trận này trong dược quốc tổ địa, nghe được đế trận kia có thanh âm tựa như tiên đế giảng kinh, rất nhiều người giật này cả mình. Tiên đế chân khí cùng tiên đế bảo khí, tiên đế bảo khí đều có đế tỏa, mà tiên đế chân khí có thiên mệnh tỏa. Thời điểm thiên mệnh tòa này cùng môn phái hô ứng, ngoại nhân không cách nào cướp đi tiên đế chân khí, coi như tiên đế chân khí mất đi, cũng tùy thời có thể triệu hồi tiên đế chân khí. Trừ khi môn phái này bị diệt, hoặc là thiên mệnh tòa bị giải khai, bằng không thì tiên đế chân khí mất đi lại lâu, môn phái truyền thừa này đều có cơ hội triệu hồi tiên đế chân khí của tông môn mình. Tại thời khắc này, dừa quốc vậy mà mở ra đại trận, muốn triệu hồi trước hỏa đế lô này làm sao không cho tất cả mọi người giật này cả mình? hiện tại trước hỏa đế lô rõ ràng đang đốt cháy hạch cốt đại điều a à, ông rốt cục ở dưới đế trận triệu hoán đế hỏa trong nháy mắt cuốn ngược lập tức về tới bên trong trước hỏa đế lô sửa quốc thần vương thu hồi trước hỏa đế lô một bước vạn dặm trong nháy mắt đào trở về bên trong dược quốc tổ địa biến hóa như thế để người chú ý trận chiến này đều vì đó ngoài ý muốn cũng vì đó giật mình dược quốc thần vương tay cầm trước hỏa đế lô trong đó đế hỏa vừa ra có thể luyện hóa hết thảy thế gian nhưng mà hôm nay dược quốc thần vương lại kinh ngạc, bị ép đến dùng đế trận triệu hồi trước hỏa đế lô, chuyện như vậy quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị, đó là cái gì? Lúc này, có người nhìn thấy đại điều hài cốt trên bầu trời, lập tức biến sắc, hít một hơi lạnh khí nói. Lúc này, rất nhiều người đều thấy được đại điều hài cốt trên bầu trời, trước đó, đại điều hài cốt chính là từ một đám ô cốt hợp lại mà thành, hơn nữa, mỗi một cái ô cốt đều không trọn vẹn, đặc biệt là sau khi nhận lấy một kích của chiếc hỏa đế lô, không ít ô cốt càng là vỡ vụn. Nhưng mà, hiện tại cả bộ hài cốt đại điều đều phát sinh biến hóa, mặc dù nói, hiện tại hài cốt đại điều vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà, ô cốt trước đó, ở dưới đế hỏa tế luyện, lại dung thành hài cốt kim sắc. Lúc này, mỗi một cái xương cốt của cốt điều đều tựa như là dùng thần kim tạo thành, trước đó địa phương vỡ vụn, hiện tại đã hoàn toàn dung hợp. Trên bầu trời, dưới ánh mặt trời, cốt điều chính là kim quang lóng lánh, cho người ta một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, tựa hồ, nó là tồn tại cao cao tại thượng, nó là thái dương chi thần. Ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, bất luận là thứ gì, một khi bị đế hỏa bên trong trước hỏa đế lô luyện hóa thiêu đốt, nhất định sẽ hôi phi yên diệt, nhưng mà, cốt điều không có hôi phi yên diệt, tương phản, nó vậy mà mượn đế hỏa luyện hóa, lại tái tạo xương cốt, tựa hồ, đây là dục hỏa trùng sinh. Cái này, điều đó không có khả năng đi, thấy một màn như vậy, mọi người đều cảm thấy không thể tin được bởi vì đây quả thực là chuyện không thể nào truyền thuyết vạn cổ đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thừa nhận được đế hỏa bên trong chiếc hỏa đế lô coi như là đồ vật cường đại hơn nữa ở dưới đế hỏa luyện hóa thiêu đốt đều sẽ hôi phi yên diệt nhưng mà cốt điều trước mắt này lại mượn đế hỏa tái tạo chẳng lẽ chẳng lẽ đây là hài cốt thần thú tiên cầm trong truyền thuyết sao có một vị đại giáo lão tổ trong nội tâm phát lệnh nghĩ đến truyền thuyết vô cùng cổ lão không khỏi lầm bầm nói ra chẳng lẽ nói thật sự có thần thú tiên cầm như trong truyền thuyết thần thú tiên cầm vạn cổ đến nay người đàm luận nhiều vô số kể vô số tu sĩ đều đàm luận qua đề tài này chân thần tiên phượng kỳ lân mặc dù có rất nhiều tu sĩ là lời thề son sắt nói thế gian nhất định tồn tại dạng thần thú tiên cầm này nhưng mà tu sĩ thế gian thấy qua thần thú tiên cầm chân chính chỉ sợ không có thần thú tiên cầm đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết chưa từng có ai thấy chí ít, tu sĩ thế gian chưa từng gặp qua, chương 1150. Thần thú tiên cầm lúc này, dừa quốc thần vương đã về tới bên trong dừa quốc tổ địa, dừa quốc thần vương ở trong vô tận thần quang lạnh lùng nhìn chăm chăm lý thất Giả, chính xác mà nói, hắn là lạnh lùng nhìn chăm chăm cốt điều trên đỉnh đầu lý thất Giả. Lúc này cốt điều ở dưới tử trương của lý thất Giả khống ngự, ở trên đỉnh đầu lý thất Giả chậm rãi vỗ cánh, chìm nổi không chừng, dù nó là một cỗ hài cốt, y nguyên để cho người ta khiếp sợ, loại cảm giác này, thật tốt, Lý thất giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này, Từ Yên phu nhân cùng Viên Thải Hà nhìn lấy cốt điều chìm nổi trên đỉnh đầu của Lý thất giả, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo, mặc dù nói, lúc này cốt điều vẫn là không trọn vẹn, nhưng loại tư thái hoàn mỹ tuyệt luân này, loại khí tức thần thánh vô thượng này của nó, để cho người ta cảm thấy có một. Cụ kính sợ không nói được, người sử dụng chính là loại công pháp tà ác hắc ám nào, vậy mà có thể ngự tử vật, lúc này Dược quốc thần vương nhìn chăm chăm lý thất dạ, thanh âm chìm lệ. Tại thời khắc này, trong đôi mắt hắn lộ ra sát cơ đáng sợ. Trước đó, sửa quốc thần vương còn không có lộ ra sát cơ như thế, nhưng mà, giờ khắc này lại khác, trong hai mắt hắn lộ ra sát cơ vô cùng đáng sợ, hắn là muốn đưa lý thất dạ vào chỗ chết, công pháp tà ác hắc ám. Sửa quốc thần vương nói như vậy liền để lý thất dạ nở nụ cười, hắn lắc đầu nói ra. Là một thần vương, ta thực sự không muốn chế giễu ngươi, nhưng mà, nói ra lời như vậy, đầy đủ nói ngươi vô tri cùng nông cạn, công pháp của ta, so với tiên đế chi thuật, còn muốn đường hoàng chính đạo, miệng lưỡi lợi hại, sửa quốc thần vương lạnh lùng nói ra. Hôm nay không thể để người sống nữa, hạng người tà môn ma đạo như thế, không nên tồn tại ở thế gian, ta lười cùng ngươi tranh luận, hạng người vô tri thiển kiến, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, lý thất dạ nói ra. Người đã muốn giết ta, cái kia không còn gì tốt hơn, hôm nay, ta chính là lẽ thẳng khí hùng lật tung giữa quốc của người, giết, vừa dứt lời, lần nữa lấy tử trường thúc dù cốt điều, cốt điều gáy dài một tiếng, như phượng hoàng vang lên, tường không mà lên, như phong vũ cửu thiên, trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, vồ giết về phía dựa quốc thần vương bên trong dựa quốc tổ địa. Một màn như thế, thật sự là rung động, dựa quốc tổ địa trong mắt rất nhiều người là uy không thể phạm, hôm nay, lý thất dạ lại chừng ngự lấy cốt điều sát nhập vào dựa quốc tổ địa, đây là đẳng lượng bực nào, đây là quyết đoán bực nào, làm càn. Một tiếng giống to vang lên, trong nháy mắt này, một cỗ đế uy vô địch khác ẩm ẩm mà lên cùng lúc đó chiếc hỏa đế lô trong tay giữa quốc thần vương oanh sát mà ra lần này hắn không còn vận dụng đế hỏa bởi vì hắn minh bạch dùng đế hỏa sẽ chỉ thành toàn cốt điều oanh hai cỗ đế uy vô địch rung động toàn bộ thạch dược giới quản chi một kích này phát sinh ở phía trên thiên khung nhưng mà y nguyên có phong bạo vô cùng cường đại quét ngang toàn bộ thạch dược giới toàn bộ thạch dược giới ở dưới hai cỗ đế uy vô địch cũng không khỏi vì đó lay động về phần dược vực ở dưới hai Cụ đế uy vô địch cái kia càng giống như thuyền nhỏ bên trong kinh đào hải lãng phanh một tiếng ở dưới hai đế binh vô địch cốt điều lập tức bị oanh bay ra ngoài lập tức bị oanh tán từng cây xương cốt kim sắc tán nứt bay ra có đính ở trên ngọn núi có bắn thẳng đến nhập thiên vũ nhận đả kích nặng như thế lý thất dạ trưởng ngự tử trương cũng nhận ảnh hưởng cực lớn hắn đông 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 liền lùi lại mấy bước dẫm nứt đại địa sắc mặt trắng bệch thần vương thứ hai có người nhìn thấy thần quang bên trong rồi quốc tổ địa bay lên một thân ảnh khác sắc mặt không khỏi đại biến thét lên nói ra thần thú tiên cầm tiên đế chân khí của bệ thạch nhìn thấy bên trong thần quang của dược quốc tổ địa xuất hiện thần vương thứ hai cái này khiến sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi đối với một truyền thừa một tông môn mà nói có được một thần vương thần vương đúng nghĩa cái kia đã là rất đáng gờm rồi cái kia đã là sự tình đáng giá kiêu ngạo nhưng mà hiện tại bên trong dược quốc tổ địa xuất hiện thần vương thứ hai hơn nữa trong tay còn chấp trưởng lấy tiên đế chân khí thần thú tiên cầm của vị tiên đế thứ hai dược quốc, bệ thạch tiên đế. Phải biết, đối với một truyền thừa mà nói, có hai vị thần vương nắm giữ hai kiện tiên đế chân khí, lực chiến đấu như vậy, đơn giản liền là không người có thể dung chuyển ở thời điểm này, tất cả mọi người chân chính có thể trải nghiệm dược quốc cường đại, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là quái vật khổng lồ. Bên trong một môn, xuất hiện hai thần vương, cùng trưởng hai kiện tiên đế chân khí, dạng thế cục này, coi như là thần hoàng đích thân tới, cũng khó giải a, à, trừ khi thần hoàng cũng đồng dạng nắm giữ tiên đế chân khí, bằng không thì, chỉ bằng vào thần hoàng chi lực, cũng không cách nào dung chuyển dạng thế cục này a. À. Nhìn thấy một màn rung động như thế, bất luận là ai cũng sờn hết cả gai ốc, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vào ngày thường, muốn gặp một thần vương so với lên trời còn khó hơn, hiện tại, lại toát ra hai thần vương, tranh tranh tranh. Lúc này, hai cốt bị hai kiện tiên đế chân khí đánh tan lại một lần nữa chấp vá, thời điểm hài cốt một lần nữa chấp vá, lại hoàn hảo không chút tổn hại, làm dãy dụ vô dụng. Lúc này, hai thần vương trong dược quốc tổ địa lạnh lẽo nhìn lý thất dạ, thần vương xuất hiện trước lạnh lùng nói ra. Người hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, nếu không, coi như người nghịch thiên vô địch, cũng không làm nên chuyện gì. Thật sao, lý thất dạ lộ ra tiếu dung thần bí, nói ra, thôi được, cũng nên để cho các người gặp đòn sát thủ của ta một lần, mở cho ta. Vừa dứt lời, lý thất dạ cuồng hống một tiếng, một ngụm thọ huyết phun lên từ trương, trong nháy mắt, một ngụm thọ huyết khô héo, hóa thành tử khí ngập trời, tử khí ngập trời này trong nháy mắt bị tử trương hóc thu. Ông một tiếng, ở dưới tử khí ngập trời trèo trống, tử trương trở nên vô cùng cường đại, thời điểm tử trương quay vòng, tử trương pháp tắc trong nháy mắt đinh vào đại địa, khóa lại mảnh đất này, bùng một tiếng vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ trăm vạn dặm đại địa của giờ thành vọt lên đại hoàng ngập trời. Trong nháy mắt, tất cả sơn hà của dược thành đều bị đại hòa ngập trời bao phủ thôn phệ mà ơi cháy rồi trong nháy mắt này người bên trong mỗi một địa phương của dược thành đều bị dọa đến hồn phi phách tán không biết bao nhiêu người trước tiên vọt ra xông lên thiên không nhưng mà khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện mặc dù toàn bộ dược thành liệt diễm trùng thiên nhưng mà cái liệt diễm phóng lên tận trời này tượng như cùng tất cả mọi người không ở một cái thế giới ở bên trong liệt diễm hừng hực làm cho không người nào có thể cảm nhận được nhiệt độ của liệt diễm thậm chí làm cho không người nào có thể cảm nhận được liệt diễm ngập trời tồn tại nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo